xem livestream mà thấy giật lag hay là bị mất tín hiệu hay như nào thì báo mình nhé, bởi vì là hiện tại mạng nhà mình đang mạng nhà tôi nó đang hơi bị chập chờn. Vừa mới đóng tiền mạng xong mà cũng không hiểu vấn đề gì mà mấy hôm nay mạng rất chập chờn. Chỗ anh em có đang mưa gió gì không? Ở khu tôi là đang mưa rất là to mà trời gió rét phờ phập. Đấy, ngồi trong phòng này ngồi chém gió với các ông về một cái áo mới của MU. Đây sâu hàng luôn cho anh em, đây là hai cái áo của MU. Đấy, các ông nhìn không có nhận ra đâu là phiên bản player, đâu là phiên bản dành cho fan không? Đó. Thì một lát nữa thì tôi sẽ review chi tiết cho các anh em, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi mổ xẻ xem mà có khác gì nhau không. Theo quan sát của tôi thì nó cũng không có nhiều điểm khác biệt, nó cũng tương tự giống như những cái mùa giải trước về sự khác biệt giữa player và replica, nhưng mà thôi đấy là câu chuyện bên lề thôi. Hôm nay thì anh em mình ngồi tối chủ nhật chém gió với nhau là chính. Hello Trần Thanh Tú. Hey, mắt tình thế. Ok thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Xin chào Nguyễn Ngọc Khánh, xin chào Lê Bảo Dân. Như đã thông báo với anh em thì chiều ngày hôm nay sau thời gian order ở bên Anh cái phiên bản áo gọi là authentic player của cái áo sân nhà năm nay đã về tới nhà của tôi, và ngay lập tức thì tôi cũng muốn làm một cái livestream để anh em mình cùng ngó xem là nó có cái gì hay ho, có cái gì khác biệt không so với cái bản fan, bản replica mà chúng tôi đã từng làm video review cách đây chắc phải hơn một tháng rồi. Đó. Trước đấy thì tôi có up một cái video mà tôi có giới thiệu cái bộ sưu tầm áo sân nhà của tôi, những cái màu áo sân nhà của tôi từ năm 1990 đổ lại đây, thì cũng có một số anh em có hỏi tôi đó là sao anh không thấy cái áo mùa tới mùa 2021 ở trong bộ sưu tập của anh. Thực ra thì nếu mà các bạn anh em mình đã từng trao đổi qua với nhau, hoặc là các bạn có theo dõi những cái bài post của tôi ở trên các group áo đấu, thì mọi người thấy là tôi chủ yếu là sưu tầm các màu áo sân nhà. Và những cái mùa giải gần đây, những cái mùa giải gần đây là những cái mùa giải từ năm 2000, mùa giải 17-18 cho đến nay, thì tôi có một cái thói quen đó là những cái áo đấu sân nhà mới thì tôi lại thường là in, khi mà để vào trong bộ sưu tập của tôi là thường là in tên của con trai tôi ở bên lưng áo. Chính vì thế mà cái áo mà khi mà tôi mua, mà tôi review, làm video review cho các bạn xem cách đây khoảng hơn một tháng ấy, thực ra là cái áo đấy thì tôi mua ở Adidas Việt Nam và review nóng cho anh em thôi, cho nó gọi là kịp thời cuộc, chứ còn tôi không giữ lại chính cái áo đấu đó, bởi vì là nó không có, các bạn biết là ở Việt Nam thì chúng ta hiện tại là không in được tên áo đấu, không in tên số. Chính vì thế mà tôi làm review xong thì có một anh ấy hỏi mua và tôi cũng bán luôn cái áo đấy cho anh ấy. Đó, thì tôi sau đó thì tôi quay lại tôi đặt ở bên anh cái áo mà in tên của con trai tôi, sau đó thì tôi mới để vào bộ sưu tập của tôi. Xin chào Trần Khắc Duy nhá, một fan Chelsea cứng bạn ấy. Bạn này thì rất hay tham gia vào các hội của các cái một, mặc dù là một fan Chelsea nhưng bạn này rất hay tham gia các cái hội của MU, chắc là đam mê MU nhưng mà thầm kín không dám nói ra. Chào Nguyễn Ngọc Khánh. Đó là lý do vì sao mà các bạn không thấy tôi show cái áo sân nhà mùa 2021 ở trong bộ sưu tập áo sân nhà của tôi. Tôi thường chỉ sưu tầm áo sân nhà thôi. Đó, và những áo sân nhà gần đây tôi thường in tên con trai tôi và để trong sưu tập. Đó. Còn những cái mẫu áo sân khách thì thực ra là tôi ít sưu tầm áo sân khách, bởi vì nó, nếu mà sưu tầm cả sân nhà sân khách, đủ bộ cả sân nhà sân khách rồi áo thứ ba thì nó rất là nhiều, và tôi chỉ giữ lại một số những mẫu áo sân khách mà nó có ý nghĩa về mặt kỷ niệm gì đó, ví dụ như là cái mẫu áo sân khách đá bán kết FA Cup cùng với Arsenal chẳng hạn.
hoặc là cái mẫu áo mà sân khách thứ ba mà chúng ta vô địch Europa League chẳng hạn. Đó, một số những mẫu áo sân khách có ý nghĩa thì giữ lại thôi, còn là chủ yếu tôi vẫn giữ lại kỷ niệm những áo sân nhà thôi. Đó thì đó là lý do vì sao mà tôi không giữ lại những cái áo mà tôi đã từng làm review, áo sân nhà từng làm review. Bởi vì là thứ nhất là nó không theo cái thói quen của tôi, là nó không đáp ứng được cái việc là tôi in tên của cậu con trai tôi lên đó. Cái thứ hai là sau khi mà làm review xong thì tôi cũng sẽ phải đẩy những cái áo ấy đi, bởi vì nó cũng là một cái phần chi phí cũng không phải là nhỏ, không phải là nhỏ, và chúng tôi sẽ phải cân đối lại cái phần chi phí đó. Phải bán cái áo đi, tôi không có tiền mà đặt cái áo như tên của con trai tôi chứ, đúng không? Ok, không lan man nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ hai cái áo. Đây các bạn có thể nhìn lại lần nữa. Đâu các bạn có thể comment giúp tôi là đâu là áo sân, đâu là áo bản player và đâu là bản fan không? Nhìn thế này các anh em có biết được không ạ? Có biết được không ạ? Cái màn hình nó có bị đối ngược không? Đó. Thì tạm thời tôi sẽ cất cái áo bản fan này đi. Đây, như tôi đã nói thì tôi đã in tên cậu con trai tôi là David Chung và số 18 ở trên lưng áo. Đó, và những cái áo này thì chắc chắn rồi, nó sẽ đi vào bộ sưu tập của tôi, và khi mà đã in tên con trai tôi cũng không thể bán cho ai được nữa, đúng không? Đó. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc áo bản Player Authentic sân nhà của MU mùa giải 2020-2021. Đây là chiếc áo mà tôi order trực tiếp từ Super Sport ở bên Anh. À, sorry các bạn. Sport Direct của bên Anh là một cái hãng rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn nào mà hay hay order áo đấu hay là order đồ thể thao hoặc là order những cái đồ thời trang thì các bạn sẽ không lạ gì cái thương hiệu Sport Direct. Đây là một cái thương hiệu mạnh nhất nhì ở Anh về đồ thể thao. Nó cũng giống như là một số những cái thương hiệu mà các bạn ở Việt Nam các bạn hay gặp như là Sport One này, Super Sport này. Super Sport là của Thái Lan nhưng mà đã có ở Việt Nam rồi. Thì cái thằng Sport Direct là thằng rất là mạnh ở bên Anh, và các bạn để ý là nó đã mua được hẳn cái tên của cái sâm lộc St. James Park của Newcastle, nó đặt tên là tên sâm lộc Sport Direct. Các bạn mà yêu thích Newcastle chắc chắn các bạn cũng sẽ biết cái đội này nó rất là mạnh ở bên Anh. Đó thì tôi có đặt hàng trực tiếp hai mẫu áo này từ từ Sport Direct, nhiều quá nhiều mồm quá, từ Sport Direct ở bên Anh. Và hôm nay thì sau khoảng cỡ hơn 2 tuần thì chiếc áo này mới về với tôi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau so sánh nhanh một số những cái chi tiết. Nhưng mà trước khi so sánh một số những chi tiết ở hai mẫu đấu này, bản fan và bản player, thì tôi có một vài những cái chia sẻ sau khi mà tôi đã tìm hiểu được thêm về cái mẫu áo năm nay. Khi mà cách đây khoảng 2 tuần, cách đây khoảng hơn một tháng khi mà tôi làm review cái bản fan này cho các bạn ấy. Các bạn có nhớ cái video mà review cả áo sân nhà và áo sân khách không? Cái video đó được cả bên Footy Headline họ có dẫn link và dẫn video, cái lượng view nó cũng tương đối cao. Thì khi mà làm review thì tôi rất là thắc mắc, không hiểu là cái ý nghĩa của những cái vạch, những cái vạch nhỏ màu vàng, màu đen hay là màu đỏ trên áo nó có ý nghĩa gì. Thì sau khi mà câu lạc bộ công bố cái bản video chính thức giới thiệu ra mắt cái phiên bản áo sân nhà của MU vào năm tới đây, thì họ có một cái câu slogan, nó là hay là một cái tên chính thức cho cái mẫu áo đấu này, nó là niềm tự hào, niềm tự hào, niềm tin và DNA của câu lạc bộ. Đó thì các bạn ấy là các bạn nhìn cái hình ảnh này, tôi sẽ cho các bạn nhìn một cái hình ảnh. Thì giải thích một chút về những cái sọc màu đen, màu vàng và màu đỏ trên áo. Thì tôi phát hiện ra là những cái sọc này nó chính là những cái sợi vải nó cấu thành chính cái logo của câu lạc bộ. Bạn chờ tôi một chút nhé. Nó cấu thành trực tiếp lên cái logo của câu lạc bộ.
anh em xem có giật lag gì không, thì để tôi điều chỉnh lại nhé, chứ không là đến lúc lại ông thì lại bảo giật, ông lại bảo không giật, xong rồi đây tôi sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình tôi vừa mới show ra thì nó chính là cái đại diện của DNA của Manchester United. Các bạn nhìn thấy trên màn hình không ạ? Đó, thì ba cái sợi ba cái chi tiết sợi mảnh màu đen, màu đỏ, màu vàng này chính là ba cái sợi vải, ba cái nhân tố cấu thành lên cái logo của câu lạc bộ. Hay nói cách khác, nó chính là cái DNA, những cái phân tử tạo nên cái nét truyền thống của câu lạc bộ này, đó là ba cái màu sắc vàng, đỏ và đen trên logo câu lạc bộ. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy những cái đường kẻ như thế này trên nền áo, nó có ý nghĩa nhất định, chứ không phải là chỉ là nó chỉ mang, không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt thời trang hay là thiết kế thẩm mỹ gì đó đâu. Đó, thì đây cũng là một cái ý nghĩa rất là hay, theo ý nghĩa rất là hay. À, mẫu áo đấu này thì như tôi đã nhắc tới, đó là nó có tên cụ thể là niềm tin, niềm tự hào và DNA của Manchester United. Nó cũng mang một số những cái câu chữ hoặc là một số những cái phát biểu của Ole Gunnar Solskjaer về cái tinh thần chiến đấu cũng như là cái DNA của quỷ đỏ, nó thể rất là mạnh mẽ trong cái mẫu áo đấu này. Đó, đấy là cái thứ nhất về cái ý nghĩa của các cái chi tiết họa tiết ở trên áo đấu. Cái thứ hai là đến tận thời điểm này thì tôi vẫn nhận được một số những cái comment hoặc là một số những cái thắc mắc của các bạn. Có một số bạn thì vẫn cứ hỏi tôi là tại sao lại gọi cái bản fan là bản replica, tại sao lại gọi cái bản authentic player là bản dành cho cầu thủ hay cái gì đó, bản replica thì nó có phải là bản fake hay không. Có một số bạn thì quả quyết là replica là fake. Thì ở đây chúng ta cần phải làm rõ một số những cái liên quan đến những cái thuật ngữ này. Thực ra trên trang chủ Adidas hay là trang chủ một số những store thì các bạn vẫn thấy là họ sẽ để những cái bản áo đấu dành cho fan, nó có thể dùng đến những cái tên như là fan version hay là home jersey. Đó, hoặc là cụ thể hơn, rất nhiều lần tôi nhìn thấy Adidas họ để cái dòng chữ hẳn hoi là replica version. Thì cái từ replica này nó chỉ đơn giản là nó chỉ ám chỉ những cái mẫu áo để mô phỏng lại những cái áo đấu thi đấu của cầu thủ. Bởi vì các bạn biết là bản fan thì chắc chắn thì về mặt thiết kế, về mặt kiểu dáng hay là về mặt chất liệu vải thì nó chỉ mô phỏng lại cái áo của cầu thủ mặc trên sân thôi, chứ nó không giống 100% được. Thì cái bản chất của cái từ replica đấy là cái từ mô phỏng lại. Thì áo của Adidas dành cho fan nó cũng chính là một cái phiên bản mô phỏng lại thôi, chứ nó không phải áo trực tiếp 100% giống của cầu thủ. Chính vì thế mà nó để cái dòng chữ là replica. Nên là một số bạn thì lại hiểu nhầm là replica là hàng fake. Hàng fake thì đúng là hàng replica, nhưng replica đấy thì không phải là replica chính thức của từ Adidas cũng như là từ store club bộ. Đó, thì chúng ta cần clear một chút ở cái quan điểm này. Không là một số ông cứ gào thét là replica là hàng fake. Thêm một cái nữa, đấy là cái phiên bản Authentic Player và cái phiên bản mà Kit Room hay là cái phiên bản Player Issue mà nó có cái sai số ở trên cái áo ấy, thì nhiều ông lại cứ tưởng nhầm đấy là hai cái phiên bản khác nhau. Khẳng định lại một lần nữa là về mặt chất liệu, về mặt kiểu dáng, về mặt thẩm mỹ, về mặt thiết kế là Kit Room Player Issue và Authentic Player là giống nhau hoàn toàn 100%. Nó chỉ khác nhau đúng ở cái size số thôi. Size mà cái bản thương mại Authentic Player mà tôi vừa mới cầm về đây ấy, thì nó dành cho fan hâm mộ, dành cho những người người ta thích siêu tầm những bản nó giống 100% cầu thủ mặc. Thì ta nó sẽ là size đại trà, đại chúng, như là size S, M, L, XL gì đó. Nhưng mà cái phiên bản dành cho cầu thủ thì nó yêu cầu cái độ chuẩn xác về size số, thì nó phải là chuẩn đến từng mm, đến từng form của cầu thủ.
Chính vì thế nó sẽ sinh ra rất là nhiều những loại size từ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9 gì đó để nó sát hơn với từng form người cầu thủ, chứ nó không thể đại trà như là dành fan được. Thì đấy, nó chỉ khác nhau có mỗi cái việc là để chúng ta so sánh về size quần, size áo thôi. Chứ còn về mặt bản chất thì là player kit room, player issue và authentic player bán online hoặc là bán thương mại của Adidas là hoàn toàn giống nhau 100% không nhá. Đừng đừng nào thắc mắc về cái đấy đó, còn đó nữa. Các bạn mua một cái bản authentic player thương mại của Adidas thì nó cũng là 100% giống cái bản kit room hoặc là bản player issue mà cầu thủ mặc ở trên sân. Đó, nó chỉ khác nhau về cái độ so sánh về size số thôi. Đó, nên chúng ta cũng không nên quá lăn tăn, hoặc là chúng ta có nhiều ông thì cứ phải là áo player issue phải là size số thì mới chịu. Chứ còn size M, size L là các ông không chịu, ông nghĩ là đấy là bản không chính thức, nhưng mà không phải như thế. Một số anh em thì cũng hay có những cái nhầm lẫn như thế, thì chúng ta clear với nhau rồi đấy. Ok, không lan man nữa. Bây giờ thì tôi sẽ so sánh trực tiếp cho các bạn một số những cái điểm khác biệt giữa hai phiên bản áo player và áo dành cho fan. Đó. Anh em chờ tôi một chút, tôi sẽ lột cái này ra. Trước tiên, đây là áo player. Tiếp theo, đây là bản fan replica. Và đây là hai bản chính thức nhá. Chính thức. Chứ không phải fake, cái là không phải hàng trôi nổi gì cả. Đó, khẳng định là như thế. Chúng ta đi đến cái điểm đầu tiên. Sự khác nhau đầu tiên mà bao giờ khi so sánh hai bản player và bản fan chúng ta cũng sẽ so sánh đầu tiên, đó là cái logo. Logo của bản fan thì là logo dệt. Anh em nhìn rõ không ạ? Logo dệt này. Và được thêu trực tiếp trên ngực áo. Logo của bản player là logo bằng ép nhiệt, cao su ép nhiệt. Các bạn nhìn rõ không ạ? Cái logo này thì nó tương đối giống cái logo của về chất liệu cũng như là hình ảnh thì nó cũng giống cái logo của áo đấu MU mùa giải 18 19 vừa rồi. Chất liệu và các cái đường nét thì nó giống tương đối giống, tôi nghĩ là phải 99% giống cái áo mùa 18 19, cái mùa mà Solskjaer mới về. Cái thứ hai là logo của nhà tài trợ Adidas. Đây là bản fan được thêu ở trên áo. Đây là bản player được ép nhiệt với chất liệu là cao su ở trên áo. Nó có vẻ khá là cứng cáp so với những cái bản player của những mùa giải trước, thì tôi thấy là cái phần cao su này nó cứng cáp hơn và nó có một số những cái đường nó không mịn như như là những mùa giải trước, nhưng mà nó có một số những cái đường vân vân giống như kiểu của chúng ta vừa mới chét vào xong ấy. Nó không được mịn cho lắm và nó tương đối là giống với những cái họa tiết xung quanh, đó là những cái sợi màu đen, màu đỏ, màu vàng, nó vẫn còn giữ những cái đường vân đấy. Thì đó, nó khác biệt giữa hai cái logo của nhà tài trợ Adidas. Một cái thì là thêu, một cái thì là ép nhiệt với chất liệu cao su non ở trên áo. Cái thứ hai mà các bạn có thể nhìn thấy rõ đó là bản player, màu sắc của bản player. Đây là bản player. Thì tôi cảm nhận cái mắt thường tôi qua cái camera cùi của tôi thì khả năng là các bạn có thể là không cảm nhận được rõ, nhưng mà qua cái màu sắc, qua cái mắt nhìn của tôi thì cái bản màu sắc của bản player nó nhạt hơn và nó nền hơn so với cái màu đỏ khá là rực của cái bản fan này. Xin chào Nhật Minh nhá, hôm nay có cái gì tâm sự thì tâm sự đi em ơi. Đó, thì cái màu sắc nó có sự khác biệt như thế. Bản fan tôi cảm thấy là nó có cái màu sắc màu đỏ nó rực hơn và nó đậm hơn so với bản player. Bản player thì nó thiên hướng về cái màu đỏ hồng hồng ấy, nó hơi nhạt hơn một chút so với lại bản fan. Tiếp theo chúng ta đến với cái cầu vai áo. Cầu vai áo của bản fan là cầu vai áo thêu bằng được thêu lên bằng ba cái vạch màu trắng đại diện cho nhà tài trợ Adidas, và bằng nó giống như ba cái sợi vải
theo bên cầu vai áo. Thì ở bản player nó lại là ba cái đường ép nhiệt bằng cao su non khá là mỏng manh. Các bạn nhìn này, nó khá là mỏng manh, nó rất là mỏng ở trên áo. Thì cái việc này thì nó sẽ tạo cho chiếc áo chúng ta nó nhẹ hơn, nó sẽ bị giảm tải, nó sẽ giảm tải đi một số chi tiết thêu của trên áo, thì nó sẽ làm cho chiếc áo nó sẽ nhẹ hơn và nó phù hợp hơn với lại cầu thủ của chúng ta. Có một cái chi tiết khá là đặc biệt, tôi quan sát lại một chút các bạn nhé. Một chi tiết khá là đặc biệt ở trên chiếc áo, khác biệt rất là lớn ở trên chiếc áo fan và áo player. Nếu như bản fan giống như những cái phần review trước mà tôi đã từng làm cho các bạn, thì bản fan nó sẽ có cái dòng chữ in chìm Manchester United. In chìm rất là khó nhìn, không biết ở trên livestream thì nó có đủ nét để các bạn có thể nhìn thấy không, nhưng mà như là tôi đã đề cập ở trong những cái video review trước đó thì nó có một cái dòng chữ Manchester United in chìm ở trên toàn bộ thân áo, thỉnh thoảng có một cái dòng chữ như thế. Thì tuyệt nhiên ở trên bản player thì tôi không quan sát thấy, tôi không thấy, thực sự là tôi không thấy cái dòng chữ này, không thấy dòng chữ này. Và tôi cũng đã ngắm nghía toàn bộ chiếc áo này rồi, có vẻ như là cái dòng chữ Manchester United chỉ dành cho bản fan thôi. Đó có thể là một đặc quyền dành cho người hâm mộ của chúng ta. Bản player không có, xin nhắc lại là bản player không có những dòng chữ Manchester United được ẩn chìm ở trong áo giống như bản fan. Các bạn nhìn kỹ một lần nữa nhé, rất là khó nhìn, nhưng mà khi mà chúng ta phải nhìn cận cảnh chiếc áo thì chúng ta cũng thấy được cái dòng chữ in chìm Manchester United này, nhưng bản fan thì hoàn toàn không có. Bản fan là hoàn toàn không có dòng chữ Manchester United. Tôi quan sát thì cả trước và sau đều như thế, không có dòng chữ này. Đó, một cái sự khác biệt rất là lớn. Không hiểu là ý đồ của câu lạc bộ là gì, hoặc là họ cũng không quan trọng cho cái bản player phải có cái dòng chữ đó làm gì, nhưng mà fan thì cần phải có. Đó, nó thể hiện cái tình yêu cho câu lạc bộ. Cái điểm khác biệt tiếp theo, công nghệ sản xuất áo. Công nghệ sản xuất áo thì được thể hiện ở dưới gáy áo, dưới cái vạt áo này. Bản fan thì như chúng ta đã biết là công nghệ Aero Ready, một cái công nghệ mới của Adidas. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đó. Thì ở bên bản player thì nó là công nghệ mới Heat Dry. Công nghệ này theo tôi được biết thì Adidas sử dụng cho các mẫu áo, các cái mẫu áo dành cho các cái đội tuyển quốc gia bắt đầu áp dụng từ Euro 2020. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa được thưởng thức các cái mẫu áo đấu này, bởi vì là phải đến sang năm 2021 thì thực tế chúng ta nhìn thấy là các câu lạc bộ ở Euro 2021 bắt đầu mặc. Thực ra là bây giờ các đội tuyển quốc gia cũng đã mặc rồi, nhưng mà tôi ít thấy hơn. Đó, nhưng mà thông tin thì là cái công nghệ Heatdry này là để sử dụng sản xuất cho những mẫu áo dành cho các cái đội tuyển quốc gia của Euro 2021. Tiếp theo, nếu mà như năm ngoái, các cái phiên bản năm ngoái thì chúng ta nhìn thấy một cái tem màu đen đen thể hiện cái tính chất authentic của cái sản phẩm, nó nằm ở bên này. Thì năm nay nó là một cái cũng là một cái tem được ép nhiệt bằng cao su, cũng ghi rất là rõ về sản phẩm authentic mùa giải 2021, một cái logo Adidas rất là nhỏ và im chìm ở đây. Tuy nhiên cái chất liệu của chúng ta, nếu mà năm ngoái cái tem này được làm cách điệu nó khá là đẹp, nó giống như một cái hình thoi không cân. Thế nhưng mà năm nay thì nó đơn giản chỉ là một cái vạt màu đen ở đây và chất liệu im khá là mỏng, rất là mỏng thôi. Đó, nó thể hiện một sự authentic, nhưng mà theo tôi nhìn thì nó không được duyên dáng cho lắm, nó không được duyên bằng cái tem authentic của năm ngoái. Đó. Về size áo, như tôi nói, đây là bản authentic thương mại dành cho người hâm mộ. Chính vì thế mà size áo thì vẫn là những cái size thể hiện bằng chữ cái, là đây là một size M. Và tất nhiên rồi, M mà form của bản authentic thì nó sẽ là form ôm hơn. Bởi vì các bạn nhìn này, cái đuôi áo này và cái eo ấy, các bạn cảm giác là nó sẽ ôm hơn rất là nhiều so với bản fan. Bản fan thì nó thụt và nó thiết kế dưới dáng suông,
để nó phù hợp hơn so với cho người hâm mộ. Bởi vì người hâm mộ thì sẽ có người béo người gầy, còn cái bọn cầu thủ thì toàn những thằng đẹp trai thôi, nên chúng nó phải mặc những cái dạng áo ôm để nó tôn cái body lên, và nó cũng sẽ giảm nhẹ cái trọng lượng của áo và làm cho cầu thủ có thể di chuyển nó dễ hơn, không phải chịu những cái lực cản của gió. Thì đó là cái lợi thế của cái form áo ôm của cái bản player. Đó, các bạn có thể nhìn thấy bản player mà tôi đang cầm trên tay thì nó cũng giống như bản fan, và nó được sản xuất ở đất nước thứ ba là Campuchia, ở ngay sát cạnh chúng ta thôi. Đó, nhưng mà tuyệt nhiên thì ở Việt Nam chúng ta không có một nhà phân phối chính thức nào phân phối bản player, mà chúng ta chỉ có bản fan thôi. Đây cũng là một cái sự hợp lý thôi, bởi vì là thực ra những cái bản player như thế này thì cũng rất là ít người người ta có thể mua, người ta sưu tầm hoặc mua để mặc, mà chủ yếu là chúng ta vẫn sẽ dùng bản fan. Thực ra là mua dùng bản fan cái bản chính thức từ câu lạc bộ thì cũng đã là một cái sự cố gắng của chúng ta rồi, vì chúng ta biết là chi phí dành cho một chiếc áo chính hãng nó cũng đã cao rồi, đến cái chi phí mà dành cho một cái midfield player thì nó còn cao hơn rất là nhiều, giá nó có thể là gấp rưỡi, nhiều khi là gấp đôi. Như thế là cái nhu cầu dành cho cái cầu dành cho cái áo bản player này thì nó cũng không phải quá nhiều. Tiếp theo chúng ta đi đến phần cầu vai áo thì vẫn là một cái logo của nhà tài trợ Kohler được ép nhiệt ở trên áo, và nó không có khác biệt so với bản player giữa bản player và bản fan. Trương Nhân bảo chất liệu bản player năm nay với năm ngoái sao anh ơi? Thực ra về mặt chất liệu thì cá nhân anh thấy thì nó cũng cái sự khác biệt về mặt chất liệu nó không thể hiện quá rõ, mặc dù là chúng ta đã thấy một cái công nghệ mới là công nghệ heat dry hay là công nghệ already, nhưng mà cái sự khác biệt giữa hai công nghệ này, giữa bản fan và bản player nói chung thì sự so sánh là không có sự khác biệt quá nhiều so với năm ngoái. Nó cũng vẫn giữ nguyên cái form áo như thế, một cái form áo ôm hơn giữa bản player và bản fan. Cái lòng áo chúng ta thể thấy là cái màu trắng đặc trưng của cái bản player cũng giống như năm ngoái, và năm ngoái nữa cũng vậy. Cái vạt áo thì chúng ta thể thấy là một cái vạt áo được cách điệu như này, và áo đuôi tôm, và nó ôm rất là nhiều phần dưới để ôm sát vào cơ thể của cầu thủ, thì nó cái sự khác biệt nó không có quá nhiều so với năm ngoái. Có một chi tiết nữa mà các bạn để ý là khoảng cách đây khoảng 2 tuần thì tôi có post một cái bài về cái việc mà name set và name số của những chiếc áo đấu mùa giải mới. Thì thực tế các cầu thủ MU thì chưa từng mặc những chiếc áo mà mùa giải 20-21 mà có in phông của ngoại Anh, mà thực tế là chúng ta mới chỉ mặc áo mới này để thi đấu Europa League thôi, và chúng ta cũng chỉ biết đến cái phông chính thức của nó là cái phông dành cho đấu cúp thì nó như nào thôi, còn phông dành cho ngoại hạng thì trước đây khi mà tôi lên Sport Direct tôi order ấy, thì khi mà đến bây giờ các bạn có thể lên Sport Direct thì khi mà các bạn đặt tên đặt số thì nó sẽ ra một loại phông khác, và tôi hơi giật mình cái thời điểm đó, tôi cứ nghĩ là chết rồi, có khi là năm nay là ngoại Anh người ta đổi phông, cái phông nó chữ bè bè ra cơ. Các bạn có thể nhìn thấy ở một số những bài post mà tôi có chia sẻ trên các diễn đàn hoặc là các group ấy. Thế nhưng mà thực tế thì tôi xem review một số anh em ở bên Anh thì khi mà áo họ cầm trên tay thì phông số và cái name set của họ là hoàn toàn giống so với năm ngoái, và thực tế thì đúng là nó vẫn giữ nguyên cái năm ngoái là như vậy thật. Một cái sông phông số béo và cái chữ tên số thì tên của cầu thủ thì vẫn cái form hình vòng cung, và phông thì vẫn giữ nguyên là phông năm ngoái và không có sự thay đổi. Đó, thì anh em có thể yên tâm là chúng ta có thể hoàn toàn dùng cái phông của năm ngoái để chúng ta, nếu mà tự in thì có thể hoàn toàn tự tin là chúng ta in lên áo của năm nay cũng được, nó không có sự thay đổi phông số anh em nhé. Các bạn có sao nữa, đây là số áo số 18 của Bruno Fernandes. Tôi thích rất thích số 18 này.
áo số 18, tên của tôi đặt tên của con trai tôi thì tôi cũng lấy tên là số 18, bởi vì số 18 nó liên quan khá là nhiều đến nhiều kỷ niệm với tôi và cũng liên quan rất là nhiều đến cậu con trai của tôi. Thì vô tình là Bruno Fernandes thì cũng là một cầu thủ. Xin chào Nguyễn Hoàng Dương. À, chào em, đúng rồi, phông chữ của Hoàng Anh 10 năm mới thay một lần. Thực ra là cái thông tin mà trên Sport Direct họ sử dụng một cái phông khác, họ demo cho khách thì nó sẽ tạo cho mình một sự nghi ngờ gì đó thôi, một sự lăn tăn gì đó thôi, không biết là nó có thay đổi hay không thôi, chứ còn đến bây giờ thì có thể khẳng định là phông vẫn giữ nguyên và mọi người vẫn có thể tự tin là dùng phông cũ để in lên áo mới cũng được. Đó. À, nói tiếp về cái lý do vì sao mà tôi chọn Bruno Fernandes thì tôi nghĩ là cũng nhiều anh em đồng quan điểm của tôi là mùa giải vừa rồi là một mùa giải mà Bruno mặc dù đến với MU chỉ từ chuyển nhượng mùa đông mà thôi, thế nhưng mà những cái gì mà anh ta thể hiện thì anh ta xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của MU ở mùa giải năm nay, mặc dù chỉ tham gia vào đội của MU nửa sau của mùa giải. Bruno Fernandes thì về mặt kỹ năng, về mặt tầm nhìn nhãn quan chiến thuật thì tôi có lẽ chúng ta cũng chưa được thấy được hết tài năng của cầu thủ này. Vẫn có những cái sự chệch choạc, vẫn có những cái sự thiếu ổn định. Thế nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi lại rất là yêu thích cái cầu thủ này ở cái tinh thần chiến đấu của anh ta. Khi mà MU ở cái giai đoạn mà đang rất là rệu rã và rất là khó kết nối giữa các tuyến và thường có những trận thua rất là ngớ ngẩn. Những cái trận mà chúng ta cảm giác như là tinh thần của đội có muốn kéo lên cũng không kéo lên được thì Bruno xuất hiện và anh ta rất là năng nổ, anh ta chỉ trỏ, thậm chí là cái thời điểm mà Bruno về tôi nghĩ là thằng cha này khả năng là out sớm bởi vì là mới về mà đã chỉ trỏ rồi quát nạt đồng đội. Tôi nghĩ là tuy nhiên thì đó mới là tinh thần của cầu thủ MU và nó đã kéo cái tinh thần của toàn đội lên và gắn kết được rất nhiều những vị trí, đặc biệt là sau cái thời điểm mà Paul Pogba trở lại thì tôi nghĩ Bruno Fernandes xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của MU vào mùa giải này. Đó, và hy vọng rằng là trong thời gian tới, đặc biệt là cụ thể là mùa giải tới đây thì Bruno Fernandes sẽ còn chứng minh được nhiều hơn, chứng tỏ được nhiều hơn và xứng đáng hơn với cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa này của MU. À, trở lại với chiếc áo của chúng ta thì đó, một số những cái khác biệt cụ thể thì tôi cũng đã show hết cho các bạn rồi. Thực ra các cái khác biệt về chiếc áo đấu này thì so giữa hai bản fan và bản player thì nó không có quá nhiều cái sự chênh lệch, không có nhiều sự khác biệt hơn so với mùa giải năm ngoái về mặt thiết kế, về mặt giao diện, về mặt chất liệu. Nó có một sự khác biệt đặc biệt nhất, đó là rất là đặc biệt là bản fan thì chúng ta có cái dòng chữ Manchester United được in chìm ở trên áo. Đó, nhưng mà tuyệt nhiên thì bản player thì hoàn toàn không có. Bản player thì hoàn toàn không có thì tôi cũng không hiểu cái dụng ý của nhà sản xuất là như thế nào. Mà vì sao lại trên bản player thì không có dòng chữ Manchester United. Đó, thì đấy là một cái sự khác biệt theo tôi là lớn nhất giữa hai bản fan và player trong năm nay. Đó. Hiện tại thì bản player này năm nay tôi thấy các cái store bên Anh bán rất là nhiều. Năm ngoái thì nó thường là sẽ chỉ giới hạn một hai store là được bán bản player. Các bạn để ý là trên trang chủ của MU cũng gần như là không bao giờ thấy bán bản thương mại player đâu, mà sẽ chỉ bán những cái bản cho fan thôi. Đó, nhưng mà năm nay là Adidas này, Sport Direct đây là năm đầu tiên mà áo mới ra một cái là họ bán bản player hơn, bán luôn. Còn bình thường là Sport Direct là phải chờ đến cuối mùa hoặc là sang mùa giải mới thì họ bắt đầu bán cái bản player, bán vớt, bán vát gì đó của bản player của năm ngoái. Nhưng năm nay thì họ chính thức là bán ngay từ đầu luôn. Đó, Adidas cũng bán, Kitbag cũng bán thì các bạn có thể dễ dàng hơn trong cái việc là tìm những cái bản player dành cho những cái ai mà thích sưu tầm những bản player của cho giống hơn với các cầu thủ mặc trên sân. Đó, tôi nhắc lại là bản player thương mại hay là bản player kit room hay là player issue thì nó cũng là 100% giống với áo cầu thủ mặc trên sân thôi, nó sẽ không có sự khác biệt đâu, nên các bạn không phải mất quá nhiều chi phí cho những từng loại như thế. Đó,
Thì đó là một số những cái chia sẻ của tôi và những cái so sánh của tôi với anh em về cái bản player áo đấu sân nhà mùa giải 2020-2021 của MU. Một số điểm đặc biệt đến từ logo câu lạc bộ, logo của nhà tài trợ phần sai số, công nghệ hit dry mới của nhà tài trợ Adidas. Và cái phần vạt áo có một số thay đổi, cái tem thể hiện cho sản phẩm authentic cũng như tem của công nghệ thì nó hơi khác so với dáng hóa một chút thôi. Còn về mặt chất liệu cũng như là form dáng áo thì nó gần như là không có sự thay đổi quá nhiều so với năm ngoái. Đó. Và mức giá thì tất nhiên là mức giá của bản player thì bao giờ cũng thế, cũng cao hơn khoảng gấp rưỡi. Ví dụ như là một chiếc áo player hiện tại bán ở trên thị trường thì nó có mức giá khoảng 99 bảng, 99 bảng Anh. Mức giá dành cho một cái áo bản fan thì nó chỉ khoảng 65 66 bảng thôi. Đó, các bạn thấy cái sự chênh lệch nó là rất là rõ ràng. Ok, hôm nay thì chúng ta trong ngày mưa gió thì cũng đơn giản là chúng ta sẽ chỉ cùng nhau ngồi nghĩa lại một chút về cái áo bản sân nhà sắp tới. Chiếc áo mà mùa giải tới chúng ta sẽ được chứng kiến cầu thủ mặc ở trên sân rất là nhiều và chúng ta cũng sẽ làm quen dần với hình ảnh này. Nếu như thời điểm tới mà có điều kiện hơn một chút thì tôi có thể review cho các bạn những cái bản player dành cho các phiên bản áo sân khách, áo đấu thứ ba, nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là mọi người sẽ vẫn tập trung nhiều hơn trong áo đấu sân nhà. Chính vì thế mà tôi quyết định là bằng mọi giá là cũng phải làm review cho anh em cái mẫu áo đấu player, ít nhất là phiên bản sân nhà. Có một số ông thì cứ bảo tôi là anh ăn chơi quá, xong mà có áo player cái là phải mua về ngay. Thực ra là không, tôi cũng làm người làm công ăn lương mình ăn lương bình thường thôi và thu nhập thì cũng chả thấm ở đâu do mấy rất nhiều anh em, nhưng mà thực ra đam mê của tôi là sưu tầm áo và cũng đam mê cũng muốn chia sẻ nhiều hơn tới cho anh em một cách nhanh nhất và nhiều thông tin nhất. Chính vì thế mà tôi quyết định là vẫn mua cái mẫu áo player này về, sau đấy thì có thể anh em nào thích thì tôi sẽ nhượng lại thôi, để chúng ta ai cũng có đúng nhu cầu của mình. Tôi thì chỉ có nhu cầu là share lại cho anh em, share lại thông tin cho anh em thôi và làm review cho anh em thật là nhanh. Để chúng ta ở Việt Nam năm nay thì gần như là chúng ta là những cái nhóm fan được tiếp cận với những mẫu áo sân nhà sân khách, mẫu áo đấu thứ ba của MU sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á, ít nhất là như thế theo tôi biết, nhưng mà sớm nhất. Tuy nhiên thì cũng chắc là trong thời gian sắp tới thôi thì các bạn ở những khu vực như Indo, Singapore thì cũng sẽ tiếp cận được những mẫu áo đấu này chắc là sau chúng ta khoảng 1 2 tuần thôi. Chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta gần Campuchia hơn. Tôi nghĩ là như thế, tôi nghĩ là thế. Và thời điểm bây giờ thì chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận hơn với những áo đấu, bởi vì các store của Adidas hay là những store của một số những hãng thể thao lớn như Super Sport ở Việt Nam thì họ cũng chú tâm hơn vào cái việc là nhập các cái mẫu áo thi đấu về rồi, nên anh em cũng rất là dễ để có thể tìm kiếm và mua. Thì tôi nghĩ là nó cũng rất là đơn giản thôi. Tất nhiên là sẽ tùy vào nhu cầu của mọi người. Có những người có nhu cầu chỉ có bản fan thôi, có những người có nhu cầu phải bản player, có những người thì chỉ cần một cái chiếc áo fake 1, fake 2 thôi cũng đã đủ để thỏa mãn rồi. Thì đó là tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, tôi nhấn mạnh là tùy vào nhu cầu của mỗi người, và chúng ta cũng không đánh giá nhiều cái mặt là ai có bản player, ai có bản fan chính hãng hay không. Đó, thì chúng ta sẽ không đánh giá và chúng ta sẽ không bàn được cái việc đó. Đó, thì hôm nay thì rất là vui khi mà chúng ta được ngồi đây và nghĩa lại một chút về phiên bản áo player của MU, chiếc áo mà chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều trong thời gian tới khi mùa giải mới bắt đầu bước vào thời điểm vào ngày 12 tháng 9 này khi ngoại anh trở lại. MU thì đã xong 1 tuần đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái chia sẻ với nhau về đam mê áo đấu MU và cũng như là đam mê với câu lạc bộ mà chúng ta yêu thích nhất. Bây giờ thì hôm nay thì trời mưa gió nên là chắc là cũng chỉ ngồi với anh em bằng đấy thôi. Bây giờ vào dỗ con ngủ nữa nhá, anh em nhá. Đấy, chào anh em nhá. Có gì thì video này thì tôi sẽ up lại ở trên YouTube và anh em nào không xem hay là có cái mong muốn là nghĩa lại một chút nó kỹ hơn với cái áo đấu bản player thì anh em có thể lên đó.
Rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.